Nó chỉ là niềm vui tạm thời ta vay mượn từ người khác thôi. Chứ không có, không có mà tìm, các anh chị ạ. À? Nó không có để tìm. Và vì thế, sao đây? Quay vào trong ta để tìm tình yêu, tìm hạnh phúc, tìm tiền, sự giàu có, tất cả ở trong ta. Thế bao nhiêu các anh chị thấy mình giống bà già tìm kim? Bao nhiêu năm nay cứ bơi ra ngoài để tìm? Thì comment số 1 đi. Giống không? Cứ bơi ra ngoài tìm đúng không? Mệt không? Có mệt không? Comment đi xem. Mệt không? Có thấy không? Mệt lắm đúng không? Tớ cũng từng ra ngoài tìm, tớ cũng biết mệt lắm. Và không thấy đúng không? Đúng rồi, vì ngoài đấy làm gì có, chỉ vay mượn được một tí thôi. Khi ta hạnh phúc, ta đi đâu cũng hạnh phúc, ta nhìn ai cũng hạnh phúc. Khi ta vui, ta nhìn ai cũng thấy vui, ta làm gì cũng thấy vui ấy, sướng lắm luôn ấy, các anh chị ạ. Nên hạnh phúc, sự giàu có, tình yêu là ở trong ta, chứ ở đâu? Trong ta. Phật là ở ta, Phật là ở trong ta, Niết Bàn là ở trong ta, Thiên Đường là ở trong ta, các anh chị ạ. Phật không ở nơi pháp, Phật không ở nơi tăng, các anh chị ạ. Phật ở chốn lục căn, Phật ở nơi trần thế. Người lên non tìm đạo, người lên chùa tìm kinh. Không ai đi tìm mình, làm sao tìm thấy Phật? Người thì lên non để tìm đạo, người thì lên chùa để tìm kinh. Không có ai đi tìm mình, làm sao tìm thấy Phật? Phật là ở trong ta, tình yêu ở trong ta, hạnh phúc ở trong ta, Niết Bàn là ở trong ta. Đừng đợi đến chết để được lên thiên đàng. Thiên đàng là ở trong ta chứ ở đâu nữa. Thiên đàng là nơi này đây. Phật là ở nơi này đây. Niết Bàn là ở nơi này đây. Ở đâu nữa? Đi đâu để tìm hạnh phúc nữa? Đây chứ còn đâu? Thế ngày hôm nay lãi chưa? Trở về thương lấy chính mình, tìm được Phật tánh bên trong mình, con người tuyệt vời nhất bên trong mình, các anh chị ạ. Lãi chưa? Nếu mà lãi rồi comment số 10 đi. Lãi to rồi à? Thì comment là lãi to rồi. Yes, quá là lãi, đúng không ạ? Quá lãi rồi các anh chị. Phật không ở nơi pháp, Phật không ở nơi tăng, Phật ở chốn lục căn, nghĩa là Phật ở nỗi đau ấy, các anh chị ạ. Phật ở nơi trần thế, ở nỗi đau. Có phải có nỗi đau các anh chị mới tìm đến cô Lanh không? Đúng không các anh chị? Có nỗi đau các anh chị mới tìm đến cô Lanh đúng không? Nên nỗi đau chính là cánh cửa đầu tiên để chúng ta tìm thấy Phật ở trong mình, để chúng ta trở về chính mình. Và nó là cánh cửa đầu tiên của hành trình chữa lành. Các anh chị ạ, các anh chị hãy comment đi ạ. Nỗi đau là cánh cửa đầu tiên trong hành trình chữa lành đấy, và là cánh cửa đầu tiên để chúng ta tìm thấy Phật, để chúng ta quay về chính mình. Cái cơ thể này của chúng ta, đây là cơ thể của chúng ta, nó là ngôi đền thiêng.
ngôi đền thiêng mà cha ta, mẹ ta, trời đất này ban cho ta, cái ngôi đền thiêng này, cái cơ thể thiêng liêng đẹp đẽ và tuyệt vời này các anh chị ạ. Nên mỗi sáng thức dậy hãy nói với chính mình rằng tôi yêu cơ thể thiêng liêng đẹp đẽ và tuyệt vời của tôi, cơ thể khỏe mạnh của tôi. Mỗi một buổi sáng hãy nói cái điều đấy. Không phải tự nhiên bạn có được cơ thể này đâu ạ. Cha, mẹ, từ tình yêu thuần khiết, đất trời mới có được cơ thể này đấy. Nên các anh chị hãy comment cơ thể là ngôi đền thiêng. Và phải nhắc các anh chị Việt Nam, các anh chị không có yêu mình lắm đâu. Các anh chị để rác vào mình liên tục. Đức ơi lấy cho cô cuốn bài học kỳ diệu từ chiếc xe rác con. Cứ để rác vào mình, để hàng xóm ném rác vào mình, và tự mình cũng chất đầy rác lên cơ thể của mình. Các anh chị ạ, không có biết yêu thương mình gì cả. Không phải mình hy sinh chính mình là mình yêu người khác đâu, không phải đâu. Các anh chị cũng phải yêu mình, quan tâm đến mình, sức khỏe của mình chứ. Mua thuốc bổ cho chồng uống, mua thuốc bổ cho con uống, mua đồ cho chồng ăn, con cho chồng mua mọi thứ cho con ăn. Trong khi đó mình thì ốm còn không cả ra bệnh viện, ốm còn không cả đi mua thuốc, còn không cả chăm nom cho mình. Đến bữa ăn xong thì cứ vét vét voi voi. Thế thì nó chẳng phát phì ra. Tiếc của, tiếc làm cái gì? Nấu đủ ăn thôi. Đừng có vét vét voi voi như thế nữa. Phải yêu mình chứ. Ăn mía thì ăn khúc đốt để cho chồng ăn cái khúc nạc. Ăn dưa hấu thì cũng ăn cái miếng nào mà nó xấu xấu không ngọt. Cái gì cũng quen cái kiểu như thế. Đừng có làm như vậy. Các chị cũng phải thương lấy chính mình chứ. Mình cũng phải mua cho mình những cái thứ tuyệt vời chứ. Ăn đồ ngon không phải là con còn có nhiều cơ hội ăn đồ ngon hơn mình. Chia đều hết các anh chị. Con phần, mình phần, chồng mình phần, ông bà phần. Chia đều hết, ai cũng có quyền được ăn đồ ngon giống như nhau. Chứ không phải cứ phần con rồi phần chồng, không dám. Bởi vì ngày xưa mình nói cái gì, mình có cái câu gì đấy. Cái gì miếng nạc phần con, cái gì miếng cái gì rồi mình còn lại miếng xương á. Nó kiểu như vậy. Và mình bị cài đặt là à như thế thì mới gọi là thương chồng thương con. Không phải thế. Các anh chị phải thương lấy chính mình chứ, phải yêu mình chứ. Nên là cái gì mình cũng phải chia đều nhé. Không tiếc mua cái đồ này cho chồng nhung hiu rồi đủ thứ. Thế còn mình thì chẳng ăn cái gì cả. Cái gì cũng cặm cụi, vét vét voi voi. Thì đừng có làm thế nữa. Yêu lấy mình đi. Mình cũng đi tham quan nghỉ mát du lịch tùy mình đi. Đi một mình cũng được, xách vali mà đi. Cho nó sướng cuộc đời chứ. Sao cứ phải khổ vậy? Cứ phải nhường nhịn vậy. Nhường nhịn là nhường nhịn cái khác cơ. Nghĩa là nhịn ăn, nhịn nói, nhịn cái kiểu như là nhường nhịn cái việc làm. Đừng có nói ra những cái điều tiêu cực hay gì đấy thì mới là nhịn. Chứ phải yêu lấy mình chứ. Không phải nhường nhịn cái đấy đâu. Cái gì cũng cứ ăn mút mút mới vét vét. Đừng có làm thế nữa. Yêu lấy chính mình, thương lấy chính mình đi. Nhá. Các anh chị đồng ý với cô Lanh không? Đi nhiều vào, đi chơi đi, mặc quần áo đẹp, cười nhiều vào cho sướng, chăm sóc cơ thể của mình, đi massage đi, cho nó thích, cho nó sướng. Các anh chị ạ, nếu mà đồng ý thì comment số 10 đi, các anh chị. Cái gì cũng tiết kiệm tiền để sau này cho con. Đừng có bi trí dũng là được rồi. Thế thôi. Đúng rồi, đi spa cho xinh, đi spa cho khỏe, đi spa để có người massage cho mình để làm gì? Để mình thấy là ui cái cơ thể của mình cũng đang được yêu thương này. Đấy, phải thế nó mới sướng. Mai đi luôn cô ạ. Yes. Mai đi luôn. Đúng rồi các anh chị. Nên là đừng có vét voi nữa nha. Đừng có vét 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 chấm 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 nữa. Thương mình nhiều vào. Cái cơ thể này là ngôi đền thiêng của mình đấy. Phải tập thể dục. Tập thể dục.
Đúng rồi. Phải sướng lên, phải làm cho cái cơ thể của mình nó xứng đáng được mặc quần áo đẹp này. Đúng không? Đâu có phải suốt ngày cặm cụi đâu. Phải tận hưởng cuộc đời này chứ. Xách vali đi du lịch một mình cũng được, sao đâu. Yes, tuyệt vời lắm. Đúng rồi, vì mình xứng đáng mà. Và các anh chị càng đi du lịch nhá, về là càng giàu các anh chị ạ. Càng làm cái điều gì đấy cho bản thân mình ấy, thì về mình lại càng giàu đấy. Đây này, lại dặn thêm cái này nữa. Bài học kỳ diệu từ chiếc xe rác. Lên mạng ấy, mua cái cuốn này mà về đọc các anh chị ạ. À, nhận rác thì nhanh lắm, nhận hoa thì lâu lắm. Ai mà khen câu là gì? Mặc áo đẹp thế, bình thường. Ồ, giỏi thật đấy, phụ nữ mà giỏi thế. Em á, em giỏi gì? Em bình thường mà, giỏi gì đâu. Chối ngay các anh chị ạ. Cứ khen là chối. Khen là chối luôn ấy. Nhưng mà chê một câu thôi. Trời ơi, nhận luôn, nhớ chục năm không quên các anh chị ạ. Nhớ chục năm không quên. Có một lần hôm đấy mình đi đâu ấy, mình thấy có hai ông ăn sáng, và một ông mới hỏi một ông là: thế hôm tới này anh có nó ăn cỗ hôm đấy, mai ngày kia đi ăn cỗ này, anh đi ăn cỗ hôm trước hay hôm sau? Hỏi thế để em đi cùng. Ông nói mà tao đi ăn cỗ nhà nó, tao đi ăn cỗ. Cách đây lâu lắm rồi, 6-7 năm rồi. Nó vào nhà tao mời cưới, và nó bảo này này: ô, nhà anh vẫn thế nhở, chẳng có gì mới, chẳng có gì khác nhở. Ô, 10 năm em đến rồi vẫn thế. Nó khinh tao nghèo à? Nó bảo 10 năm vẫn thế nghĩa là tao không mua sắm được cái gì, tao không thay đổi à? Mà cái ông đấy giàu lắm ấy các anh chị ạ. Cái ông mà ông ấy ăn sáng cùng với con anh mà ông ấy nói thế, ông giàu lắm. Và ông ấy tức cái ông kia, bởi vì đến mời cưới và bảo là nhà anh 10 năm vẫn thế. Nên là mình nhận rác rất nhanh. Ai mà đổ rác cho mình nha, ôi các anh chị không tưởng tượng được. Giơ hai tay ra hứng, há miệng ở đó, ngấp, nhanh lắm. Nhận rác cực nhanh luôn các anh chị. Còn nhận hoa thì cứ chối đây đẩy ra. Nên ý, đọc cái cuốn này này, để thôi đừng có nhận rác nữa, và cũng đừng xả rác nữa. Đây, đọc cho các anh chị nghe này. Bài học kỳ diệu từ chiếc xe rác. Ông nói là hôm ấy tôi bắt chiếc taxi đến nhà ga trung tâm. Chiếc taxi chở tôi đang đi ở bên làn bên phải thì bất thình lình một chiếc xe màu đen từ bãi đỗ xe lao ngay phía trước xe chúng tôi. Chiếc xe đó chắn phía trước, bác tài xế taxi chở tôi vội đạp phanh. Tiếng lốp xe ma sát trên đường zin zít lên ken két, và chiếc taxi của chúng tôi đã kịp dừng lại vào giây cuối cùng khi chỉ còn cách đuôi xe phía trước có 2 phân. Suýt gặp tai nạn khiến tôi hồn vía lên mây, nhưng việc diễn ra sau đó mới thật sự khiến tôi sững sờ. Chiếc tài xế lái chiếc xe màu đen, người suýt nữa gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, quay đầu lại chửi bới chúng tôi bằng những lời thậm tệ, ghê gớm, lời lẽ thô tục. Dù không nghe rõ, tôi vẫn biết anh ta đang chửi chúng tôi. Sao tôi biết được à? Ở New York có một số từ khi nghe người ta nói ra kèm với nét mặt đặc trưng. Thậm chí anh ta còn giơ ngón tay giữa về phía chúng tôi nữa. Vậy mà bác tài xế chở tôi chỉ mỉm cười và thân thiện phất tay với anh ta ý bảo bỏ qua. Tôi liền nói: sao bác hiền thế? Anh ta suýt nữa đã giết chết chúng ta đó. Bác tài bình thản trả lời tôi. Nhưng điều ông nói với tôi lúc đó chính là bài học mà giờ đây tôi gọi là bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác. Nhiều người giống như những chiếc xe rác vậy. Họ chứa trong mình đầy rác. Đó là nỗi thất vọng, sự tức giận, cảm giác bất mãn, sự thất vọng, khổ đau. Khi rác đầy, họ phải tìm chỗ để đổ đống rác đó. Họ sẽ đổ nó lên người anh, nếu anh để họ làm vậy. Vì vậy, khi ai đó muốn đổ rác lên anh, đừng có bực bội làm gì. Hãy cứ mỉm cười, phất tay cho qua, chúc họ tốt lành và tiếp tục làm việc của mình. Tin tôi đi, làm như vậy anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nên các anh chị, mỗi chúng ta có cảm xúc tức giận, khó chịu, bực bội, đấy chính là cái rác ở bên trong mình.
và chúng ta xả nó lên những người xung quanh mình. Và các anh chị biết ai là người hay chịu rác của các anh chị nhất không? Ai vậy? Comment cho con anh biết xem nào. Ai là người hay chịu rác của các anh chị nhất? Đúng rồi đấy, các anh chị toàn chút rác lên chồng mới lên con mới lên vợ của mình thôi. Những người gần gũi với chúng ta lại là những người mà nhận rác của ta nhiều nhất. Những người ta yêu nhất thì ta lại chút rác lên họ nhiều nhất. Thế thì thôi, tốt nghiệp bài học này đi các anh chị. Đừng nhận rác từ những người xung quanh nữa và cũng đừng đổ rác nữa. Còn thôi, mình gỡ rác dần dần, mình giải phóng nó dần dần được không? Và các anh chị biết mình cần đến đâu để giải phóng rác không? Nhà máy chế biến rác đâu? Chỗ nào vậy? Đến đâu để xử lý rác của mình vậy? Các anh chị, mình đến đâu để mình xử lý rác của mình? Hỏi xem có biết địa chỉ không nào? Đến đâu nào? Đến đâu để xử lý rác của mình nào? Đến đâu? Yes, đúng rồi đấy. Đến Học viện Minh Trí Thành, đến với cô Lanh. Đây là nơi xử lý rác cho các anh chị đấy. Tuyệt lắm, các anh chị biết chỗ đến rồi đấy. Đến đây, cô Lanh sẽ hỗ trợ các anh chị biến rác thành vàng, biến rác thành kim cương. Chúng ta sẽ tỏa sáng trên chính đống rác của chúng ta. Nghe kinh nhỉ? Chúng ta sẽ tỏa sáng trên chính nỗi đau của chúng ta. Sự thật là như thế. Hãy comment đi các anh chị. Chúng ta sẽ tỏa sáng trên chính nỗi đau của chúng ta. Robin, Anthony Robin, ông nói rằng điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi. Điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi. Và bà Louis Hay trong quyển Chữa Lành Nỗi Đau, bà ấy là bậc thầy về chữa lành các anh chị ạ. Bà đã qua đời cách đây 3 năm rồi, không cần đâu con ạ. Bà ấy sinh ra và lớn lên ở một cái ổ mại dâm, và mẹ bà ấy là gái bán hoa. Năm bà ấy lên 5 tuổi, bà ấy bắt đầu bị sàm sỡ. Và đến năm 17 tuổi, từ năm 5 tuổi đến năm 17 tuổi, thường xuyên là bị xâm hại tình dục. Và 17 tuổi bà ấy bắt đầu ra đi. Và bà bị mắc kẹt trong rất nhiều mối quan hệ. Nhưng sau đó đủ duyên để đến được hành trình chữa lành này. Đủ duyên đấy các anh chị ạ. Nên trong hàng triệu triệu người thì các anh chị đang là người đủ duyên, rất là tuyệt vời, đến được với hành trình tuyệt vời này. Và khi bà ấy được chữa lành thì chính từ cái nỗi đau bà bị xâm hại tình dục đó, bà đã đi chữa lành cho hàng triệu triệu phụ nữ trên toàn thế giới. Nên nỗi đau của chúng ta chính là mỏ vàng của chúng ta. Những gì tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi lại là điều tuyệt vời nhất xảy ra với tôi. Đấy là câu nói của Anthony Robin, các anh chị ạ. Nên đến đây, cô Lanh sẽ giúp các anh chị giải phóng rác ở bên trong mình và biến nỗi đau đó thành vàng. Bao nhiêu các anh chị đã học cô Lanh và đã từng nghe đến cái câu cô Lanh nói rằng những ký ức tốt, những trải nghiệm tốt là giúp cho tôi mạnh mẽ. Những trải nghiệm xấu giúp cho tôi mạnh mẽ hơn. Những gì không giết được ta thì nó sẽ giúp ta trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thì hãy comment số 10 được không ạ? Nếu anh chị nào đã được cô Lanh chữa lành cái điều đó, tuyệt vời lắm các anh chị. Đây là những anh chị đã tham gia hành trình kiến tạo cuộc đời mới, coaching từng phần và cốt nâng tầm. Nhưng không có chương trình khai minh nào mà các anh chị bỏ qua cả. Rất nhiều các anh chị luôn. Những trải nghiệm tốt làm chúng ta mạnh mẽ. Những trải nghiệm xấu làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Những gì không giết được chúng ta thì làm chúng ta cực kỳ mạnh mẽ. Nên yên tâm đi, ở đây đã có một nhà máy chế biến rác rồi. Sẽ giúp các anh chị được không? Một tràng pháo tay cho các anh chị đi ạ. Yêu các anh chị lắm ấy. Các anh chị đáng yêu lắm, rất là đáng yêu, rất là tuyệt vời.
Thế bây giờ nhìn vào đây. Thôi thì đi xử thằng mình chứ xử ai nữa, đúng không ạ? Sửa mình và xử mình thôi các anh chị. Sửa mình thôi còn sao nữa. Và xử mình thôi còn sao nữa. Cuộc đời này chỉ về bạn mà thôi. Thế thì mình lại đang bị kẹt này. Cô Lanh ơi, thế bây giờ ký ức nó đã xảy ra rồi. Cái ngân hàng ký ức này của em nó đã lập trình rồi. Thế làm thế nào? Thế có sửa được ký ức không? Thế quá khứ có thay đổi được không hả cô Lanh? Nếu mà thay đổi được thì em mới sửa được ký ức chứ. Bây giờ cái ký ức này nó đã lập trình trong em rồi. Có sửa được không các anh chị? Quá khứ có thay đổi được không? Trả lời đi các anh chị. Quá khứ có thay đổi được không? Được không? Có anh chị nói được, có anh chị nói không. Có được không? Cứ trả lời đi, sai vẫn yêu mà. Hôm nay mình sẽ học đến 10 giờ nhé, các anh chị nhé. 10 giờ. Các anh chị bình luận thêm cho cô Lanh cái này nhé. Comment thêm này. Comment khác nhau, hành động khác nhau. Comment khác nhau, hành động khác nhau. Comment thêm mấy câu đấy nữa. Comment khác nhau, hành động khác nhau. Đúng rồi. Hay cô Lanh gọi là một cái ngôn từ mỹ miều hơn nhá. Giờ comment ngôn từ mỹ miều hơn này. Kết luận khác nhau, hành xử khác nhau. Kết luận khác nhau, hành xử khác nhau. Nếu các anh chị kết luận rằng sống thử trước hôn nhân cũng bình thường mà, sống thử trước hôn nhân bình thường, thì các anh chị sẽ hành động sống thử. Nhưng nếu các anh chị nói là không được, theo tôi quan điểm không được sống thử trước hôn nhân, thì các anh chị sẽ không làm điều đấy. Nên là kết luận khác nhau thì hành xử khác nhau. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.